Dạ, em chào anh chị, em là Trung Nguyễn. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị chiếc xe này đời 2000 thật qua khỏi tiết lộ cái đoạn đó đi. Em đi vòng này cho cô chú anh chị coi. Đó. Cầm hai tay lên đỡ rung anh chị coi nó dễ hơn. Đó. Con xe này là giới thiệu bên chị là cấu hình thì 206 nhưng mà giao diện thì 2010 2011. Đó. Lý do làm sao thì con xe này là nó là con xe nói thẳng thực tế là xe lên đời đó. Xe lên đời thì cái xe này là đời 2006. 2006 thì nhìn đâu biết, anh chị nhìn vô đây đó, em quay lại đây cho anh chị coi. Đây em quay anh chị coi nè, KF08E đó, 001 đó, anh chị thấy không? Số máy là 001 thì nó là đời 2006 anh chị nha. Đó thì cái này á, là nó là KF08E này, nó 150 đó. Còn 0019 là nó đời 206 thì nhiều anh chị nói là 001 á, là nó vẫn còn cái con mà xăng cơ thì không phải nha, con này nó là FI rồi. FI thì anh chị đè lên cái tiếng máy xe là anh chị biết rồi, với lại nó có cái đèn báo động cơ ở đây đó. Xe này là em nói anh chị là tiện ích nhưng mà đi xé gió luôn đó. Đó, xe rất là lực anh chị nha. Hai lẽ con xe này là bây giờ nếu anh chị mà bỏ số tiền ra nó vài chục triệu thôi, nhưng mà anh chị đi con xe này là nó, phải nói là cực kỳ ngon đó. Dàn áo là dàn áo zin của cái dòng SH Ý. Còn đây là đĩa rồi, đây là mình lên đĩa nè anh chị đó. Lên đĩa, lên hai đĩa đó. Lên đĩa, lên heo dầu, lên tay thắng đó. Đó, lên tay thắng là hết đó. Đèn đuốc ở đây cũng rất là đẹp anh chị nha, công tắc đèn là tự động hết đó. Dàn áo đồ này kia cũng rất là đẹp. Nói chung riêng con xe này về cái sự bóng bẩy phía ngoài đó anh chị thì mình khỏi phải bàn về nó, tại vì nó lên như thế này là nó quá đẹp rồi đó, nhìn nó bóng bẩy nó cực đẹp rồi đó. Vỏ là vỏ IRC đó, còn cái da yên đây này nè, em quay lại sát ở đây không cần đi xa đâu đó. Đây anh chị nè, da yên này da yên zin nha, da yên zin 2011. Nhưng mà tại sao em lại lên cho con đó? Em đây là nguyên cái cây yên chứ không phải dây yên. Nguyên cây yên này, lý do này là cái chỗ này nè anh chị đó, nó sẽ có một cái vết giống như vết keo dán sắt vậy đó. Nó phồng lên như chỗ này thì những xe kia em bán mà nhiều anh chị không thích thì thôi em bỏ qua này luôn, em sẵn sàng đi mua một cái yên mới luôn đó. Cái xe này là cái yên zin luôn anh chị nha, yên zin của xe 2011 đó. Công tắc đèn nè, công tắc đèn là nguyên zin chưa có mổ. Tại vì những cái xe này là mình vô những cái bờ cổ rồi, đây là mới này đó. Đồng hồ ăn 10 nhưng mà yên thì yên 21 đó. Đó thì con xe này thì anh chị mình giá tiền thì nó rất là hợp lý luôn, biển số là biển số thành phố anh chị nha, sang tên đồ được hết đó. Còn riêng những dòng này là em nói trước luôn là rất đầu, thì thành ra mình cũng không có cần mà phải dở thùng ra mà em quay ở trong như mấy xe kia đâu. Riêng điện sạc IC bơm lửa đường nước đó là em bảo hành cho anh chị 6 tháng, cúc máy em bảo hành cho anh chị 6 tháng luôn đó. Còn sau khi mà đi ngoài 6 tháng có vấn đề gì trục trặc gì anh chị tới em lấy cái giá nó rất là phải chăng đó. Nếu mà hư hỏng cái gì em sửa chữa, em chỉ lấy cái tiền đồ không lấy tiền công đó. Còn lại nếu mà như xe này là mình đi đường xa là cũng vô tư anh chị nha, tại vì khi mà cái quạt quạt gió nó tự động này rồi cắt nước rồi này kia nó ngon lành là mình đi xa là ok hết, ổn hết hết anh chị nha. Đó rồi, em xe này là em bán cho anh chị là giá là 74 triệu à. Anh chị có nhu cầu con xe này anh chị liên hệ qua em số điện thoại 0979 570 189 anh chị nha. Một chiếc xe cấu hình rất là đẹp luôn nhưng mà chỉ có 74 triệu thì anh chị thấy nó hợp lý cực kỳ anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu con xe này liên hệ em ha, em cảm ơn mọi người. Không, những cái này mà không quý chú anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe sh nhập com. Quý anh chị cứ vô Google và gõ xe sh nhập com viết liền không dấu nha quý anh chị, sẽ ra trang web xe ở đây và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì sh ý, sh việt kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nhé. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ đó. Thì quý anh chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Tất cả mọi loại xe, xe sh, xe 50, xe
Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua với anh chị nhé. Xe máy điện, xe đạp điện cũ đã qua sử dụng em cũng thu mua hết anh chị nhé. Anh chị nào nhà mà có xe đạp điện này, xe máy điện này, nhà họ dư xài không có sử dụng nữa thì alo em đến tận nhà thu mua luôn anh chị nhé. Của anh chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Của anh chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570189 của anh chị nhé.